Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Conan Exile. Hôm nay mình sẽ cày lên cấp 50. Và nó sửa lại mọi thứ đã bình thường trở lại như cũ. Con này cũng xong rồi nè. Để hãy nó qua bên này coi nó làm được gì. Oh shit, nặng quá. Khi lên 50 á, nó sẽ mở ra được nhiều thứ lắm. Làm được đồ mới, rồi vũ khí mới lụm trơn. Với lại có những cái chỗ mình đã từng vô, nó có những cái công thức mà chỉ có level 50 mới học được thôi. Thì lên 50 mình sẽ học được cái gọi là Hardened Steel. Đây, học cái này xong là mình có thể học được mấy công thức mà mình đã giết mấy con boss đó, vô đó học là xong rồi. Để bỏ con này ra, bỏ con này vô. Flawless, nó làm một cái giáo khác không? Cái này mạnh hơn nhiều lắm, làm đi thử coi mạnh hơn nhiều. Ồ, với lại mình phải bỏ con này vô lại cái chỗ kia nữa, đang nặng quá. Thấy đây đỡ đi, không biết là cái dao hay là không dao này chắc mạnh hơn quá. À, cái này đi. Chỉ là có cái nâng cấp nữa. Nâng cấp đây. Phải này không ta? Mình nghĩ không phải đâu. Đây nè, đây mới đúng nè. 369. Cái này 388. Ok, thấy đi vô. 49. Quá đã. Cái này cất vô. Đây, để lấy ra. 49. Rồi, hai cái này đấy. Mình để thấy vô kia kìa. Đây nè, cho ra vũ khí của mình. Rồi bây giờ mình một lần nữa phải chuẩn bị lại tất cả mọi thứ. Đi mình blast chắc dục vô đây đi. Shader. Vâng. Tick 2. Oil. Brimstone dục. Con cục à, khỏi. Còn mấy cái này thì cất nè. Cái này đem theo. Giờ mình sẽ đi qua bên này, mình cày lên 50. Nếu còn thời gian thì mình sẽ vô những cái chỗ mấy con boss đó, mình học mấy công thức luôn. Đi. Lúc nào không bị gượt hết. Thằng thử giáo luôn. Tông. Mày kiếm chuyện với tao. Giáo tao là giáo Flawless đấy nha. Không, đúng rồi. Rap từ thằng Blacksmith cấp 4. Vì nó hai thằng muốn thử giáo nữa. Thôi kệ đi. Này là mình đi cày thép luôn á, chứ không phải là giết không gì đâu. Không biết là hết nguyên cái làng đó nó được đầy kinh nghiệm luôn không nữa. Trời mưa cũng dai dữ ha. Mình trên bệnh có con mammoth, không biết có cái hành tụ để giết con mammoth không nữa. Có thì mình sẽ được nhiều kinh nghiệm lắm á. Rồi vô. Ủa còn gượt nữa. Mấy con này gượt dai thiệt chứ. Không, tao hết mỡ máu rồi. Đây. Mình chạy máu nó chết. Phải không? 10 luôn. Quá dữ, quá dữ. Trong này có bộ đồ cấp 60 á. Để nghe coi thằng nào mặc á, mình lấy luôn. Phật né nữa. Chiều cũ. Có lụm gì vậy? Chắc đai Colorant không cần. Và thử này mặc giáp gì. Không có cần luôn. Lần này đi vòng bên trái qua đi. Lần trước đi vòng bên phải qua. Luôn. Hết. Rồi. Vậy sao đánh được? Hay gì? Blacksmith. Mình đang kiếm thằng nào ta? Mình đang kiếm thằng Alchemist. Lần trước bắt nó bị lỗi. Thẳng ở đây kiếm luôn. Trời ơi, thằng kia nó bắn kìa. Thằng gì hết con. Oh shit. Ui, vậy làm gì vậy? Chỉ làm dao vậy. Những sông quá mà. Chết đi con. Không có gì. À, đồ này lụm rồi. Lụm rồi luôn. Thì không có gì. À. Sao nó lên nhạc nữa vậy? Nào gượt hả? Thì có nào gượt kìa. Tại đây quất luôn. Trời ơi, còn thằng nữa. Quen rồi, đánh nhiều quen rồi.
1.5 được luôn. Tới cái này, này rồi 14 cục luôn nè. Kinh dị thiệt. Mày chọt ai vậy mày? Coi ô nè. Rồi, tiếp. Bây giờ mình quên coi giáp của nó. Ồ, đây nè, phải không? Cái bộ này không ta? Hình như là bộ này á. Lấy về. U nặng vậy. Đồ bền còn cao nè. Có cái giày thì không được. Thấy bao nhiêu đây rồi. Có cái gì nặng quá trời luôn á. Cái áo à. Cái này chắc khỏi đi ha. Chỉ là cái áo thôi. Rồi lấy cái áo quần thôi. Rồi đi tiếp. Thì mình sợ không có chỗ để đủ chỗ để steal á. Fighter cấp 3. Ôi phật. U nó xài cây đó kìa. Cây đó mạnh phải đái luôn. Rồi mình hiểu cách hoạt động của cái cây đó rồi. Mình có thể stone nó một lần một thôi, không có stone nó hai lần được. Cây đó có thể phá vỡ stone đó. Nguy hiểm. Đây, ga nè. Mình tính xài cái này để mình quăng hết nguyên đám rồi đứng trên nóc nhà. Lần sau đi. Hết chưa ta? Không biết nữa. Tối quá. Không biết còn ai không? Rồi còn nè. Chủ ở đây. Ba thằng luôn. Năm thằng luôn. Lúc đầu đòi 5 thằng, giờ được 5 thằng rồi nè. Trời này tối quá. Từ thôi, từ thôi. Mất đấy. Blacksmith có tên. Ủa reset lại hả? Reset lại hay vậy? Có tiêu chưa rồi? Phật. Và bây giờ mình đi kiếm cái Silent Legion, cái tổ Silent Legion đó mình giết đi. Nó có thằng boss đó. Không biết có phải nằm trong này không. Ừ, chỗ này chỉ là chỗ để nhìn thôi. Chán gì. Đó hả ta. Đi theo cái đường cầu thang này thử. À, có gớt gì không. Thường là không. Ô có gớt nè. Trên đây thử. Tự nhiên phát hiện cái đường này luôn. Không có gì đi, chắc là để học quá. Phải không? The Black kia. Biết đi. Đang đọc gì mình chưa có đọc được nữa. Ú có vàng nữa. Ú có rương này nè. Dịch phải. Freeze off. Rồi, đây có cái rương. Không gì đặc biệt. Đây đường vô. Ú. Ở nhà vẫn còn mưa. Mưa lâu thiệt chứ. Sửa đồ thôi. Thấy vô rồi. Repair tất cả mọi thứ. Không biết an toàn không. Oh shit, quên đem cái đốt theo rồi. Đường này tối quá. Ráp được cái đốt không? Không được luôn. Đúng là... Ô vô nè. Không nói trong có đèn. Có nè. Cái này giống như cái nhà tù vậy. Ô có đường đi xuống nữa. Vậy chắc là nhiệm vụ mình là đi lên trên nè. Trên tầng cao nhất. Nếu được. Có thang máy không ta? Đường là đường đi xuống. Đi xuống. Không, mà phải đi lên kìa. Có vẻ là đường này hả? Cũng đi xuống luôn. Ô, có máy E để tương tác. Tương tác chứ cái gì? Lâu lâu cái nó hiện cái chữ lên không hiểu gì luôn. Nó kệ đi, đây lại đi. Có khi hai đường dẫn chung một đường. Đây là đi xuống nè.
kia thử. Ô, cái này có gì không? Không thấy có gì hết. Là gì? Không tương tác được. Quay qua bên kia lại đi. Chắc là ở đây quá. Ủa còn bên phải nữa. Nhìn đây. Đó kìa. Fuck. Xong. Thì là khỏi đánh tụi này đi, cứ chạy ngang qua thôi. Chỗ này cũng không có gì hết. Leo được không? Không. Những cái mê cung vậy trời. Thì dẫn đi đâu đây? Ô, mở ra được. Đây là một cái đường đi luôn. Có cái rương. Không có gì đặc biệt. Chỉ là... xong rồi. Đường nào ta? Giờ qua đây hả? Đúng rồi. Trời, ban đầu qua đi luôn cho rồi đi. Phớt lờ đi. Không cần đánh nó đâu. Mình cần phải nhớ đường. Qua đâu? Qua phải đi. Để qua trái rồi, giờ qua phải. Shit, 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 shit. Mình không muốn tốn thời gian đánh tụi nó. Ú, đúng rồi nè, đuổi lên nè. Qua phải rồi phải không? Giờ nếu mà gặp nữa thì qua trái. Chứ phải chọn á. Không có đường qua trái gì, đi thẳng đi. Không có đường qua trái luôn. Mà tụi này nó không được dây quá. Đây là tiếp tục đường đi lên nè. Đây là gì? Đi thẳng. Đi qua phải. Thẳng này đây, đi lên nè. Có cái rương, không phải cái rương. Thì đi xuống rồi. Không có cái item. Ô. Ô. Vô gương nó lượm một cái chìa khóa để mở cửa đó ra. Rồi rồi, ok ok. Tiếp. Thì tức là đây là đúng chỗ rồi nè. Từ đó còn gượt thôi. Thì có gì không? Không có gì đặc biệt. Ô, what? Không phải chỗ này hả? Thế còn đường nào đi nữa không? Không. Và... cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Ok rồi. Không có đường đi. Nãy có đường quẹo trái á, mình quẹo. Cái này như có đường quẹo trái nè. Tụi này mong mà đừng có gượt dây quá. Đây. Không cách nào để cho tụi nó không có gượt nữa hết ta. Có... trời ơi, đường gì sao, đường gì trước lắm chứ. Chị đại đi. Hên thì gặp. Gì đây? Nó cục hả? Đây là đường dẫn ra đây hay gì? Không có nhớ cái gì hết á. Đi đây đại đi. Còn tưởng trên đó nữa cơ. Qua đây thử có gì không? Tụi nó hết gượt chưa? Còn gượt. Để đây còn nữa nè. Chỉ nhanh lên. Cái này không quen vậy.
Phật, về gì vậy? Mày đi xuống rồi. Đây là khúc ban đầu nè. Không sao, dòng vô mình biết mình đã từng đi đường nào rồi hết rồi. Đây đường phải. Chắc vô chỗ nãy. Đứng, đứng. Chán có đi được, bật chán không đi được. Chẳng như bên phải rồi. Đấy. Đây. Ồ, bó qua kìa. Này hả ta. Này như mình chưa vô nè. Cô lên. Đừng có gượt tao. U nhện. Xịt. Mấy này dai lắm. Phải giết mới được. Có mấy con nó bắn từ xa nữa, ghê. Mới nói rồi. Không nên trúng. Không nên để bị con bắn xa trúng. Nó ghi độc. Rồi. Đọc. Chỉ đọc. Ê. Oh shit, bắn trúng rồi. Không biết nó có... Không, đọc nó yếu xìu rồi. Con gạt trống là đây là ngõ cục lại sai đường nữa rồi. Nhau ngoài này là gặp mấy thằng nữa. Bình tĩnh, chọn chỗ ơi. Đây thẳng đi, có bị trái nè. Đây giờ ta đi thẳng rồi trái. Ô, đi lên nè. Cái gì nãy đi lên. Nãy mà biết gì đi thẳng luôn rồi. Đây từng cuối chưa? Có bấm E vậy? Để tương tác với cái gì? Ô, đúng rồi, đây nè. Biết có mạnh không nữa. Ô, đường đây đánh trúng. Ô, xích, đánh trúng rồi. Thật mạnh quá mà đánh khá chậm. Đây. Cứ để đọc cho nó thôi. Nó nhanh thiệt, nhanh kinh dị luôn. Nè rồi thì làm gì. Oh shit, nổ bơm. Nó là ôi bực quá. Biển xôi ngược nữa, đánh một con chưa đủ quá trời. Bực quá, thằng đó khá mạnh luôn. Quỷ này là bị ăn gian, không stun nó được. Ôi nổ. Ồ, không tới. Tốt. Chỗ này hơi hẹp, không ổn. Đi xuống mới được. Xong này. Cái thịt này là mình không cần phải đem nước theo luôn. Ăn là có nước sẵn luôn. Chạy. Để cho nó 10 stack. 10 stack hút máu nè. Né. Kìa thiệt. Nó chém quá trời hiểm luôn á. Cầm thêm vụ này nữa. Đánh xa nữa chứ. Nổ. Hồi máu là đánh tiếp. Cái này có thể giết được nhưng mà hơi khó, bất cẩn chút xíu là chết liền luôn á. Chung hết 2 hit của nó rồi. Máu lại. Ghê quá. Mẹ
Amen. Hồi máu là mới đánh được. Lên 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 lên. Vô. Nó nổ nữa cả. Bất chấp luôn. Là có sát hút máu trên người đó. Hay hết. Hay hết. Nổ nữa. Chiếc này không biết lên cấp không nữa. Khó khăn quá vậy. Đánh con này khả năng chết rất là cao. Mà chắc là tại mình mặc cái giáp này. Ít giáp á. Ừ. Trời ơi, trời ơi, máu của tôi. Né ra nha. Đừng qua đây có con xương. Núp sau tường chứ an toàn. Ồ, núp sau tường. Được á. Máu lại, từ từ thôi. Bình tĩnh, tự tin. Ủa gì, đừng nó reset lại. Ê. Oh fuck. Đánh hay nhầm hiểm quá. Ồ, hên quá không tới. Là mình đứng ở dưới á. Ồ, nổ, 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 kìa, kìa. Rồi, sắp rồi, sắp rồi. Cố lên, cố lên, cố lên. Vô. Rồi. Mày sắp chết rồi con. Nổ nữa, trời ơi. Đây, đây. Oh shit. Đau quá, đau quá, đau quá, đau quá. Không biết nhiều đó đủ đi nó giết nó chưa nữa. Tao qua đây gặp con xương đó nè. Giờ mà bất cẩn là chết liền luôn. Cố lên rút thêm vài miếng nó đi. Vô. Úp. Yeah. Rớt gì? Rớt mấy cái đồ gì không vậy? Thu hoạch. Úp. Úp. Ủa vậy? Được một trái tim. Cái lại... Khoan, cái này hình như mình có dùng để mở cái dòng này ra phải không? Mở cái dòng nô lệ ra phải không? Đúng rồi. Được thêm món rồi. Mà sao không được gì nữa hết vậy? Được có hai cái à? Chìa khóa cổ rồi coi trong này có cái công thức gì đọc á. Chắc là có mà, có khi mình không học được đó chứ. Lần sau quay lại thì khỏi giết. Giết rồi. Ờ, mấy chỗ đại học sao nó giấu kỹ quá trời. Đây chắc là đường đi ra quá. Ô đây nè. Star Mental. Thì không học được rồi. Thôi đi ra đi. À, cái đường tắt đâu đây? Chỗ này hơi căng nè. Không có bám vô tường được cho nên mình hơi sợ. Rồi máu lại cái đi. Ờ... À, có cái rương đó kìa. Lên, cứ lên, cứ lên. Rồi, ok. Wow. Thì lấy đi. Thì hồi máu là cũng kinh lắm nè. Rương cũng bình thường đó. Đây. Dưới nữa. Hoặc mơ máu. Hoặc đây nữa. Rồi ok. Nhớ đường ra không ta? Nhớ là đường này. Phải không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Điều này là ra nè. Phải không, phải không, phải không. Yeah. Mình chuẩn bị lên cấp rồi. Còn chút xíu nữa là lên.
Tưởng đi hết cái đánh trên nó sẽ lên gấp nữa, nhưng mà cái lý do là cũng như vậy, tại mình không có giết mấy con xương á, mấy con undead, cho nên không có lên cấp được. Giờ mình phải đi kiếm cái chỗ này vui vui để mình chơi cho lên cấp luôn. Chắc đi đánh con mammoth đi. Không được đâu, không được đâu, nó mạnh lắm. Chết, biết đâu được phải không? Thôi giờ đi đánh con mammoth đi, không biết có thể giết nó được không nữa. Trời ơi ghê, cái ghê quá. Nó kìa. Giờ thử coi, gắng, cố gắng né tất cả mọi thứ của nó. Mình quên thứ nữa là mình không có cắt đồ. Chết là nát luôn. Hello. Hello. Đánh không trúng vậy. Con này dễ đánh mà. Ô. Nhảy vô. Ô, dễ đánh mà. Rút máu nó chết luôn. Người nó đâu làm gì mình đâu. Ác cái đâu. Vô bụng quá nè. Chỉ cần vô bụng quá thôi được. Con này dễ đánh quá. Ê ê ê, ê nó dậm. Ô, không biết tới vụ đó luôn á. Rồi đúng rồi, sao biết được, mới đánh nó lần đầu mà. Bự quá. Rất là sorry nhưng mà tao đành phải giết mày ra để lên cấp. Ủa không lên cấp luôn hả? Gì? Ồ, rớt mấy cái này ra hả? Cái cây này thu hoạch tất cả mọi thứ mà mấy cây kia thu hoạch luôn á. Nên mình cũng khá là khoái, nhưng mà không có upgrade lên được cái cấp cao hơn. Chỉ có cái này thôi. Giờ cần cấp 50 mà căng quá. Hello. Bắn cung nè. Cung là phải diệt trừ nó chứ. Yếu gì? Ui xong. Xong. Không có steel. Có nè, 13 luôn. Bossman nữa chứ. Thì chồng đi vòng nữa đi. Để lên cấp 50 luôn. Chắc khoảng 3 thằng nữa là lên. Chết luôn. Thôi lượm đồ đi, lên cấp là mục tiêu chính. Này nó lên nè. Để cho mày danh chữ ăn nguyên combo. Ủa. Chưa. Này mới lên nè. Tống 50, 50 rồi. Về thôi, đi về thôi. Xong. Để mình nâng điểm chứ, quên nữa. Hai cấp luôn chưa nâng điểm nè. Lần này lên tới cái thứ tư là ok. Mặc giáp vô sẽ không có bị mà nặng nữa. Bữa nay vậy là ok rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào tập sau. Bye bye.